Em Quảng xin chào toàn thể các bác nhé. Cái video này em sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác cái một con đẩy của Mỹ đến từ hãng QSC, hàng Mỹ xịn, Mỹ nòi luôn ạ. Con này thì nó chạy 24 sò của Japan. Đấy, không biết sò nó đẩy kia rồi thì em cũng không nhìn rõ nó là sò mã gì, nhưng nó chạy sò của Japan và trụ tụ Nichicon cũng của Japan luôn, của Nhật Bản, 12.000mAh 63V. Đây là một sản phẩm mà rất nhiều bác được rất là yêu chuộng, rất là yêu thích cái sản phẩm này. Cái sản phẩm của Mỹ xịn này thì nó sẽ cho được các bác cái chất âm cực kỳ là tuyệt vời các bạn. Nhìn nó khủng như này thôi, nhưng công suất của nó chỉ có 500W một kênh các bác nhé. Chỉ có 500W một kênh, các bác có thể đánh cho mình một cặp full 30, ok nhé. Một cặp full 30 tốt. Đẩy hãng QSC, combo đen là AX2500. Hai kênh này, 500W một kênh này. Đấy. Cái sản phẩm này trên thị trường hiện tại các anh em đang bán với cái giá trên khoảng độ 15 triệu, trên dưới 15 triệu các bác. Đấy, nhưng cái sản phẩm của em này, hình thức nó thật sự là nó không gọi là không được đẹp xuất sắc như của các bác ấy. Nên là cái giá cho sản phẩm này nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với giá trên thị trường hiện tại của các bác. Đây, em đi qua nội thất chi tiết cho các bác cùng xem nhé. Đây, các bác cùng nhìn cho nó rõ chi tiết của sản phẩm đẩy QSC Mỹ xịn. Đấy, hình thức thì nó thật sự là nó không phải là đẹp xuất sắc rồi, nhưng cũng nói rõ với các bác. Đấy, những con đẩy xuất sắc thì nó có giá rất là cao. Và đảm bảo với các bác là cái sản phẩm này nó bên mạch của nó thì nguyên zin 100%, chưa sửa chữa một chút nào, chưa động chạm một mối hàn nào trên cái sản phẩm này. Đây, phía trước phía sau của nó thì có vài cổng, có cổng ra loa này thôi. Đấy, cổng ra loa này thôi. Đấy, hình thức thì thực sự là nó không đẹp xuất sắc như của các bác. Đấy, nó có mấy con ốc bắt cái cổng vào nhưng nó mất rồi. Cái này thì không quan trọng lắm, tại vì dùng cái cổng vào này các bác chắc chắn sẽ không dùng cổng vào này mà nó dùng cổng banan này. Đấy, cổng vào đây, quạt thông gió này, hai cổng ra loa này, rắc nối chích này. Đấy, có cái tem ở đây nhưng mà nó em bóc đi rồi, nó xấu, tem nó xấu em bóc đi rồi. Đấy, trước thì bề ngoài thì tương đối là ổn. Đấy, các bác nào mà không quan trọng quá về hình thức ấy thì chơi con này quá tuyệt vời, vì bên mạch của nó thì còn nguyên si, sáng bóng, sạch sẽ, cực kỳ là đẹp. Đấy, bên mạch cực kỳ là đẹp, nhưng cái vỏ máy của nó đã bị xuống cấp, vỏ máy nó còn nó không được đẹp như những cái sản phẩm đẹp xuất sắc của các bác ấy. Đấy. Còn bên trong nội thất thì còn cực kỳ là đẹp. Đấy. Máy móc zin đẹp 100%. Sản phẩm này thì em sẽ bán cho các bác với cái giá là 9 triệu đồng. Đấy, 9 triệu đồng hỗ trợ bao ship cho các bác luôn, 9 triệu bao ship các bác nhá. Đấy. QSC EX 2500. 500W trên một kênh. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em Quảng nhá. Số điện thoại của em trên kênh có rất nhiều, các bác cứ tham khảo qua trên kênh nhá. Hoặc nhắn tin Zalo cho em cũng được, theo số điện thoại là 0972 724 234 nhé. Đây là nguyên bụi này, đây, bên mạch của nó còn nguyên bụi, em chưa thử bụi luôn, và bụi của nó rất là khô, các bác dùng cực kỳ là yên tâm. Đấy, khi nào đấy thì em sẽ vệ sinh máy, xịt bụi cứ vào đây cho nó sẽ sạch sẽ hơn. Còn hiện tại là em mới quay này, em chưa vệ sinh bên mạch nên nó còn bụi bẩn một chút. Đấy, các bác nhu cầu liên hệ cho em nhé. QSC EX 2500.